Thưa quý vị, ngày 17 tháng 2 năm 2023, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh này vừa phối hợp thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình, triệu tập một người đàn ông 37 tuổi, ngụ xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, lên làm việc để xác minh, làm rõ về việc đăng hình ảnh biển số 35A33333 gắn trên ô tô lên mạng xã hội Facebook. Theo thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình, cho đến ngày 17 tháng 2, biển số 35A33333 chưa được cấp cho tổ chức cá nhân nào, vẫn nằm trong kho quản lý. Khi làm việc với cơ quan chức năng, người này thừa nhận hành vi đăng hình ảnh biển số ngũ quý gắn trên xe ô tô là sai sự thật. Hành vi của ông đã được cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình xác định làm cho dư luận hiểu sai, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Từ kết quả xác minh, căn cứ theo quy định tại Nghị định 15 năm 2020, ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình ra quyết định phạt hành chính người vi phạm với số tiền là 7,5 triệu đồng. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng yêu cầu người vi phạm gỡ bỏ bài viết, đính chính thông tin và cam kết không tái phạm. Trước đó, ngày 9 tháng 2, người đàn ông này đăng hình ảnh biển số 35A33333 gắn trên chiếc xe ô tô nhãn hiệu Honda CR-V màu đỏ, với nội dung cho rằng người chủ xe rất mát tay khi bốc được biển số này. Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh này được lan truyền trên nhiều nhóm mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Những thông tin mới nhất sẽ được Báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại địa chỉ thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất từ chúng tôi.